cho em khóc à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chị rất là nhiều. Vâng ạ. À, Minh Tuyết xin tạm chia tay với tất cả mọi người và hy vọng là sẽ có cơ hội trở lại đây gặp gỡ tất cả quý vị khán giả một lần nữa, được không ạ? Muốn em trở lại thì phải bỏ phiếu đó. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Have a good night. Vâng ạ, à, còn ca sĩ nữa nha, mình đừng có về nha. Dạ. À, ok. Tùy chị. À, ok. Dạ vâng, xin cảm ơn nữ ca sĩ Minh Tuyết ạ. À. Và bây giờ là giây phút để chúng ta muốn chụp hình cùng với nữ ca sĩ thì nữ ca sĩ Minh Tuyết của chúng ta sẽ